Rồi mời mọi người coi không khí mua hoa Tết nha, mua hoa chuẩn bị cho Tết nha, ở một vườn hoa trên đường Cách Mạng tháng 8. À, sáng nay mình cũng ghé mình coi có cây hoa nào đẹp đẹp mình vừa trồng ở cái chậu còn trống. Không khí mùa xuân đang về ở Cần Thơ. Chiều nay mình ghé chỗ Hoa Kiển, chỗ này là của Tư B2. Mình cũng lâu lâu mình cũng hay về đây mua hoa. Hôm nay mình xem có những cái hoa gì. Hoa này hoa sống trời nè, cúc âm xôi nè. Trời thạch thảo, thạch thảo này tím rậm mà tím rợp mà đây có mấy cây mai xanh cao. Cũng có vài chị mua hoa trang trang trắng, trang đỏ. Đặc biệt mình thấy hoa đồng tiền rất là nhiều, nhiều hoa đồng tiền đẹp. Này là hải đường, dừa cạn, đồng tiền rất là nhiều và đẹp. Rất là nhiều đồng tiền luôn. Mấy em này rất là đẹp luôn, treo rất là đẹp. Đuôi câu, cây này là cây phát lộc lan ý, hồng ngôn, rất là nhiều hoa. Rồi đi dài dài được vài tiệm nữa nha, ở trên đường Nguyễn Văn Cừ. Nguyễn Văn Cừ nói dài. Mình ghé tiệm Hoa Kiển Thảo Nguyên trên đường Nguyễn Văn Cừ nói dài. Tiệm này mình cũng rất là thường xuyên mua luôn, mua nhiều, có thể nó là nhiều nhất trong mấy tiệm mình mua ở tiệm này. Cây bán cũng tốt, trồng cũng tốt và giá cả phải chăng. Đây là mùng gà, đỏ tươi đẹp luôn. Mai chỉ thiên, này là mai chỉ thiên. Mai chỉ thiên trồng rất là dễ nha. Quá nhiều bông luôn. Ở đây có hướng dương. Cúc. Cái cúc này dễ trồng nè, mà mình mua một chậu về cúc này dễ trồng. Dễ trồng hơn là cúc nọ nhỏ này.
có cây không khí. Có hầm Tú Cầu Trạng Nguyên. Ở đây thì đồng tiền ít hơn cái tiệm nãy. Nhiều cây cảnh, lan, chậu, cũng nhiều chậu nữa. Chậu nên lựa chọn. Kim ngân lượng. Cây cảnh nè, cây cảnh, cây này cũng dễ trồng, trồng trong mát, lá đẹp quá, lá rất là đặc biệt, thiên nhiên cho chúng ta nhiều loại hoa lá rất là đẹp, đặc biệt. Tiệm này thì rộng, diện tích rộng và cũng có rất là nhiều cái cây để mình lựa chọn. Giá cả phải chăng, chủ dễ thương, nhiệt tình với khách. Quá trời rộng luôn, thấy không? Trời ơi, tiệm nó còn trên lan, ở trên gác nữa nè, quá trời luôn. Bên này là chậu rồi với lại đất, những cái giá thể trồng lan trồng hoa. Loài cây hết, có cả ổi luôn nữa, ổi đang có trái. Rồi đã đi hết một vòng. Cây này đẹp quá, cây này rất là tốt, cây này đang sung sức nè. Cây này bông rất là đẹp. Rồi, mình đã mua được 4 chậu cúc vàng về để trồng. Giờ mình lên đường tiếp đây. Một tiệm nữa rồi mình về, ghé một tiệm nữa. Rồi mọi người theo chân mình đi thêm một tiệm nữa nha. Tiệm nữa là mình có 3 tiệm quen, toàn là chủ tiệm toàn là nữ giới không à, chị em phụ nữ nói chuyện với nhau thông cảm dễ hiểu. Rồi mọi người theo mình đi tiệm cuối cùng nha. 2 cái tiệm này là ở dưới chân cầu Rạch Ngọng 2 mà cũng có tên là Thảo Nguyên và Tư B, giống như 2 cái tiệm mà nãy mình đi đó nè. Cũng rất là nhiều hoa. Rất là nhiều hoa luôn. Rồi, thường thì mình mua ở bên Tư B nhiều hơn. Cây hoa giấy này tới 3-4 màu luôn, rất là đẹp. Đây nhiều đồng tiền đẹp quá, tiền rất là tốt. Đầy đủ sắc màu hết trơn, đủ sắc màu tưng bừng trống xương. Có cả lay ơn trong chậu nữa. Bên tiệm này bán được nhiều cây quá, trống rồi, trống sạp rồi.
cây kim ngân này về nhiều quá trời luôn. Mùng năm mới nhiều người mua cây này trưng cho có tài lộc. Kết thúc một buổi chiều đi dạo quanh các cái vườn hoa kiển, ngắm hoa và xem có hoa nào đẹp thì mua. Tạm biệt mọi người nhé, chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ, chuẩn bị không khí Tết đón xuân mới và vui. Chào tạm biệt.